cây số nào, gọi lại cây số nào, tổ hết các đi, tổ hết các đi. Minh Toàn xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay Minh Toàn xin tiếp tục mời anh chị và các bạn, chúng ta hãy đi cùng tắm biển bãi cháy của Minh Toàn. Và để là người đầu tiên được xem các video mới thú vị về biển bãi cháy nói riêng cũng như là về cuộc sống Hạ Long, rất mong anh chị và các bạn chúng ta nhấn nút đăng ký kênh và đồng thời nhấn vào biểu tượng cái chuông để là người đầu tiên được xem những video mới thú vị về Hạ Long nói riêng và về cuộc sống nói chung mỗi khi mà kênh có những video mới thú vị hơn. Hiện giờ thì ở bãi cháy ở Hạ Long bây giờ là đang là 18:15. Thời tiết bây giờ thì khoảng nhiệt độ nó khoảng 29-30 độ C. Còn giữa trưa nắng ngày hôm nay thì nó lên hơn 40 độ C. Mấy ngày vừa qua thì thời tiết ở Hạ Long rất là nóng, có khả năng là lên phải trên dưới 40 độ C một hôm, từng hôm. Nên mà hôm nay là cái ngày thứ bảy thì các cái tổ chức, các công ty và các cái nhóm cũng như là gia đình về với biển bãi cháy về tắm biển rất là đông. Đây là cũng là một cái nhóm của công ty. Đi tổ chức trò chơi. Công ty về tổ chức các nhóm bạn đi chơi khá là vui. Đây bây giờ chúng ta sẽ đi dạo dọc bờ biển này. Đây các anh chị nhìn nó khá là đông. Rất là đông luôn anh chị. Từ trẻ nhỏ cho đến người lớn thì rất là đông. Có cả trẻ em nữa. Đây có cả khách du lịch nước ngoài luôn. Khách du lịch nước ngoài. Đây là một cái nhóm bạn, một nhóm lớp học. Thank you.
quả bóng. Mà này thì nhạc đưa cả loa thùng đi đập à, loa kéo tay ấy. Người đang nhìn nhịp đó. Có khả năng là gần tối, trời gần tối thành ra là video nó không được sáng lắm. Trời sắp tối rồi. Bây giờ đã làm về 8 giờ gần 30 rồi. Tác nghiệp anh. Thôi video này mình toàn phép dừng ở đây thôi. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Đây các bạn đây đang chờ. Đập cát khá là đẹp luôn. À, bãi biển ở đây thì là khoảng 18:30 là người ta không cho tắm nữa rồi. Nếu mà khi mà anh chị mà có xuống đây tắm biển, chúng ta cũng nhớ cái giờ để chúng ta về đây tắm biển. Khoảng 18:30 là bãi tắm nó không cho chúng ta tắm nữa rồi.
Đây có anh đặc biệt. Khoảng 16 giờ hơn, 18 giờ hơn là người ta đi thông báo như thế đấy anh chị ạ. Và chúng ta nhanh chóng để chúng ta lên, bởi vì buổi tối họ nghĩ là không an toàn. Và Minh Toàn xin phép dừng video này ở đây. Bye bye anh chị, xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại anh chị trong video tiếp theo. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để chúng ta là người đầu tiên được xem các video mới anh chị nhé. Bye bye.